2. Và hello, xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip chiếc đầu đĩa CD radio cassette, có thể bỏ cái chiếc đĩa xấu, cái đĩa CD luôn nha các bạn. Bắt đầu quay video thôi, let's go. Nếu các bạn đang xem video của mình thì bấm nút like, bấm nút đăng ký kênh và chụp cái chung ở bên cạnh nha các bác, để nhận được video có thông báo mới của mình. Và ok, bắt đầu quay video thôi, let's go. Đây là cái chiếc đầu CD của mình nha, đầu radio. Nó không có dây điện hay là cái gì để nghe hết á. Thì các anh em có biết sửa không? Nếu mà mọi người có biết sửa thì mọi người gửi lên Facebook cho mình biết, để mình kết bạn anh em nhớ sửa cho mình nha. Đây, em cho anh em xem. Đến năm cho anh em xem cái băng cassette bỏ phone rất là hay. Nhưng mà cái này nó đã bị hư rồi. Này đẩy không có được, chỉ đẩy không không băng cassette đẩy không được nha. Đây. Hôm nay cũng là cái dây cáp quang này gắn lên TV, gắn AV lên đầu đĩa rồi. Dây quét á, cộng AV quét. Đây là dây radio nha mọi người. Nha các bạn, dạng chứng sinh cái ba cái đầu này nó hư rồi, nó không có dùng được. Nếu mà dùng được bỏ vô cho anh em nghe rồi, giờ sẽ bỏ vô ha. Đây kẹt các bạn ơi, giờ mình sẽ tìm cách mình bỏ cái băng cassette này vô nha. Bây giờ mình đã đậy được rồi nghe. Đó, các bạn thấy không? Rồi sau đó mình bấm nút ra, lấy băng ra. Tiếp theo mình sẽ đây. Sẽ gỡ cái này ra. Còn đây cũng là đít 1, đít 2 nè, đít 3 nè, đít 4 nè, đít 5 nè, đít 6. Trong đây có nút nguồn nè, nút nguồn hay là nút mở đĩa các bác. Đây là 6 đít là gì nè, đây là đồng hồ của cái đầu đĩa nha. Đây là compact đít audio, cho anh em xem lần cuối. Đầy đủ hết á. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem lần cuối luôn. Rồi, sẽ kết thúc video tại đây. Còn đây, cho các bạn xem chi tiết cụ thể trước khi kết thúc video tại đây. Anh em xem lần cuối của nó nha bác.
đây là cá ở dưới của nó nha các bé. Đây, đây các bạn thấy không, cho anh em xem. Vâng, và video của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Bye bye các bạn rất nhiều nha. Và nếu các bạn đang xem video của mình thì nhớ bấm nút like cho mình, bấm nút đăng ký kênh, nhập cái chuông ở bên cạnh nha các bạn, để nhận được video tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, tạm biệt tất cả bà con tại đây. Chúc mọi người sức khỏe nha. Thì các bạn thấy bấm nút đăng ký màu đỏ đỏ ở dưới, các bạn bấm xong rồi cái nhập cái chuông ở bên cạnh nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp mọi người tại đây.